công nhận một điều, cái bộ Gucci này đẹp thật, chất dày dặn dã man luôn. Comment lại cho em xả bom đồng giá không em ạ? Bom vỡ mặt luôn. Hôm nay xả gọi là tung nóc nhà luôn cho em. Đấy, xả toàn bộ hàng giá 9.000 luôn cho em. Đây, bị loát ra vào lại luôn cho em. Chịu nào chưa ấn kết bạn thì ấn kết bạn nhanh đi nhá. Để bắt đầu xả giá 9.000 này, bắt đầu bán hàng giá 9.000 đây này. Không nói dài nói dài nói nhiều nữa nhá. Chị nào cứ chia sẻ thì bán cho chị đấy. Không chia sẻ thì thôi, hủy đơn hàng và ra khỏi livestream cho em, ok. Được chưa? 9k cho em, nó bị loát ra cho em. Chào chị Ngọc Châu, chào chị Hương Ngố, chào chị Nguyễn Thị Ước cho em. Nhớ dùm em chia sẻ livestream đủ một lần lên trang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm cho em. Chị nào đang ở livestream cho em chia sẻ đúng đủ 5 lần lên các trang các hội nhóm cho em. Đầu tiên cho em comment này là bộ dài giá 9.000. Em xin phép mọi người luôn, em bán cái bộ này luôn với giá 9.000 luôn cho em. Xin phép mọi người bán bộ này với giá 9.000. Chia sẻ like lên một lần lên trang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm cho em các chị nhá. Đủ một lần lên trang cá nhân chưa? 5 lần cho các hội nhóm thì vào comment bộ dài này với giá 9.000 cho em. Bộ dài này ok chị yêu này, bộ dài 9.000, bộ Gucci 9.000 luôn cho em nhá. Gucci 9.000, chị nào thích Gucci comment này là Gucci cho em, giá 9k cho em. Áp dụng cho những khách chia sẻ livestream một lần lên trang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm, chia sẻ phải đủ lên cho em 5 lần cho các hội nhóm cho em lên. Đấy. Chị nào thấy zoom này, zoom đẹp chưa các tình yêu của em? Zoom giá 9k cho em, zoom 9k. Đấy. Tiếp theo nữa luôn cho em này. Bộ áo phông giá 9k áp dụng cho khách chia sẻ livestream, rạch lốt những đơn hàng này. Còn bao nhiêu đơn hàng bán hết luôn, bán sạch trên xanh luôn. Ôi, Minh Huy mang cho em mượn đây 01635 đây. Rảnh mồm thì hôm nay sẽ cho rảnh mồm luôn cho em. Ước chế em cách kinh khủng luôn các chị ạ. Bán hàng chẳng lời lãi được bao nhiêu mà chốt lại là cứ suốt ngày chỉ gặp phải mấy cái bà bom này thôi. Bom gì mà bom dã man thế là thế nào thì người không có ý thức. Toàn những người mua hàng có kiểu như mua hàng vô ý thức luôn cho em. Của em hay sao mà không nghe máy nhỉ? Không trả lời. Thôi không trả lời, xả luôn. 9.000 luôn cho em. Không biết là những cái bà này tối ngủ có ngon không nhỉ? Xin phép mọi người em được đọc tên này. Xin phép mọi người em đọc tên lên cho em. Minh Huy 0163 536 8009 cho em. Vương Thị Minh tổ 3 thị trấn Vinh Quang, viện Hoàng Sù Phì, tỉnh Hà Giang cho em 180.000 cộng với ship. Lý do không nhận hàng là gì đây cho em? Lý do không nhận hàng, khách hàng không có tiền để nhận hàng. Đây, cái chữ không có tiền to lù lù các chị nhá. Khách hàng không có tiền nhận hàng. Được rồi, xin phép mọi người luôn, nếu như không có tiền nhận hàng hôm nay em xả giá 9.000. Liệu có chị nào không có tiền nhận hàng đừng vào comment lại cho em nhé. 9k luôn cho em, xả toàn bộ hàng hôm nay với giá 9k. Ủa ôi bộ 9k các chị ơi. Xin ra giá 9k cho em, không có hàng để bán chung cuộc lại là bị bom hàng về cho em. 40 cân đến 60 cân em bao vừa cho các chị luôn nhá. 9k. Đây các chị ơi, 9k bộ chim da. Tình yêu nào nào, chim da này là của chị nào nào. Đấy, đâu mang lên xem nào. 9k các chị nhá. 9k. Đây. Hết rồi, không còn, còn đồng hồ màu đỏ đâu. 9k bộ chim da cho em. Chim da với giá 9.000, từ 40 cân đến 60 cân cho em. Em đang bán với giá 9.000 nhá chị nhá. Chị nào cứ chia sẻ đủ lên cho em một lần lên trang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm cho em. Em sẽ bán các chị với giá là 9.000. Em nói thẳng các chị luôn, giá 9.000 này nhá là giá hàng bom bên nhà em. Các chị đừng có chị nào suốt ngày cứ vào inbox cho bên nhà em là còn bao nhiêu hàng bom nữa thì chị lấy hết mấy các thứ đồ nhạc. Em nói thẳng các chị luôn, bom rơi trúng người là người đấy, ok được chưa? Chim da giá 9.000 cho em, chỉ với 9.000 một cái bộ này. Em đang bán cái bộ này với giá 9.000 đấy. Đúng rồi đấy ạ. Em đang bán cái bộ này với giá 9.000, từ 40 cân đến 60 cân cho em. Áp dụng cho những chị chia sẻ livestream một lần lên trang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm. Chị nào đã chia sẻ đủ lên cho em một lần lên trang cá nhân 5 lần cho các hội nhóm thì lên vào livestream cho em. Đấy các chị nhìn rõ cho em chưa này? Đấy mọi người nhìn thấy con chim da nó đẹp như này mà đi bom hàng về cho em. Một cái con người gọi là không để đâu hết, vô ý thức luôn cho em mua hàng. Các chị nhá, comment này nghe cho em phải đúng đủ lên cho em chị ơi. 9k đừng có chia sẻ quá nhiều nhóm làm gì, chia sẻ quá nhiều nhóm chặn ngay các chị vào đấy nhá. Chia sẻ bình thường lên cho em, cứ đủ lên cho bên nhà em là ok rồi. Một lần lên trang cá nhân 5 lần cho các
theo nhóm. Em không cần các chị phải chia sẻ đến 40 lần, 50 lần làm cái gì nhá các chị nhá. Không cần những chị nào chia sẻ 40 lần, 10 lần đến 50 lần. Chị nào chia sẻ đến 40 lần, 50 lần em chặn ngay Facebook của các chị. Em nói thẳng các chị luôn, đều như thế luôn. Nếu như các chị chia sẻ 40, 50 lần em chặn ngay Facebook của các chị vào luôn. Các chị nghe rõ cho em chưa? Chỉ cần đủ lên cho em không cần các chị phải chia sẻ quá nhiều lên cho em làm cái gì cả. Cứ chia sẻ lên trang cá nhân cho em và chia sẻ lên các hội nhóm cho em là em cảm ơn các chị rồi. Không cần được chia sẻ quá nhiều làm cái gì nhá các chị nhá. Em không phải em bán hàng với giá 9.000 này, em không cần các chị phải chia sẻ đến 40, 50 hội nhóm để làm cái gì cả các chị nhá. Đấy, chủ yếu là để cho mấy cái con bom hàng này nó vào nhìn thấy cái mặt em mà nó ngại thôi các chị nhá. Xem tối đến là nó có ngủ ngon không cho em. Đây, bộ chim da này em xin phép mọi người luôn, em bán giá 9.000. Đây, hôm nay kéo toàn bộ hàng luôn cho em. Đấy. Nhanh lên chị nào chưa chia sẻ được nhanh lên cho em. Bộ ôi ô tô. Comment lại nhanh cho em, bộ ô tô giá 9.000 luôn cho em. Em đang bán với giá 9.000 cho các chị nhá. Đủ 5 lần lên cho em, chỉ cần đủ 5 lần lên thôi. Không cần nhiều lên cho em không yêu cầu tất cả các chị phải chia sẻ nhiều làm gì cả. Chia sẻ cứ bình thường lên cho em thôi. Không cần phải chia sẻ nhiều lên cho em, đúng chưa? Ô tô comment lại nghe cho em 9k ô tô và kèm theo số điện thoại cho em. Xả hôm nay tung nóc nhà luôn cho các chị luôn. Đấy, xả gọi là tung nóc nhà cho các chị luôn này. Xem là cái đơn hàng này nó làm sao. Ui dồi ôi, đây cái đơn hàng này nữa này. Rạch ngay những cái thể loại này là phải rạch ngay luôn cho em. Đấy, quá đáng một cách kinh khủng luôn cho em. Đây, một cái đơn hàng to này, cưa bom hàng xỉ luôn. Cưa xỉ luôn cho em, các chị nhá. Đây, đấy, bộ ve sạc. Trong đây có khoảng 3 bộ luôn cho em. Ve sạc với giá là 9k. Ve sạc giá 9k chia sẻ lên, đủ 5 lần lên cho em chưa? Đủ 5 lần lên cho em, các chị nhớ giúp em chia sẻ lên cho em nhá, các tình yêu của em nhá. Hôm nay các chị không chia sẻ, các chị sẽ thiệt. Tại vì hôm nay có tất cả là 10 bộ để chia sẻ, 10 bộ để bán cho các chị luôn. 9.000 luôn nốt này các chị nhá. Đây, một đơn hàng to này, liệu có ai săn được cái đơn hàng to này không cho em? 20 người ngày hôm nay luôn, các tình yêu của em sạch luôn ra. Đấy, cọc tiền rồi còn đi, vẫn còn đi bom hàng, thừa tiền đấy. Cái thể loại này là cái thể loại thừa tiền luôn cho em. Thể loại thừa tiền các chị nhá, thể loại thừa tiền luôn cho em. Cọc rồi còn đi bom hàng, các chị nghe rõ cho em chưa? Cọc rồi còn đi bom hàng luôn cho em. Đấy, em sạch ra các chị nhìn rõ cho em này, cái bản bộ mặt thật của những cái con người đi bom hàng. Quá đáng, hôm nay đủ 10 bộ chưa? Quá nhiều luôn cho em, chia sẻ lên cho em, các chị yêu của em. Đây, nào là Thái Nguyên này, chia sẻ Thái Nguyên là một này, Hương Yên là hai, quên mất từ lấy giật, bóc hàng bom không đọc tên của chúng nó lên. Thái Nguyên là hai, Hà Nội là ba, các chị nhỏ, thành phố Hồ Chí Minh là 4, các chị nhỏ, chia sẻ tất cả vào những cái tỉnh thành mà các chị đang sống cho em. Đấy, đây, các chị, ôi nhìn này, đơn xỉ này các chị nhỏ, xỉ như cả sọt này, đây, xỉ như cả sọt đây cho em. Xả tuần này đơn hàng giá 9.000, đây, chị nào lấy bộ nào comment lại bộ đấy cho em luôn nhá. Đấy, đây, máy này anh ơi, máy này, đấy. 9k xả hết luôn. DNG giá 9k. 9k và kèm theo mã các chị yêu thích cho em. Đấy. À, chị có nhìn thấy em không? Tâm Nghĩa nhìn thấy, Tâm Nghĩa nhìn thấy tất cả các chị, ai em cũng nhìn thấy mọi người luôn. Đỏ đô hay sao ấy mà chị cũng chẳng nhớ đâu. Đấy, đang bán thì tập trung vào chuyên môn đã. Bao nhiêu chị còn đang muốn mua hàng giá 9.000 đây. DNG 9.000 luôn cho em. Bộ DNG giá 9.000. Chị nào lấy DNG comment lại nghe cho em là DNG. Đây. Bắt đầu em chốt hàng các chị nhá. Bắt đầu chốt hàng lên cho các chị này, chia sẻ like đủ lên cho em chưa nào? Một lần lên trang cá nhân, 5 lần trên các hội nhóm cho em đấy. DNG giá 9.000, các chị nghe rõ cho em chưa? DNG giá 9.000 luôn cho em. 9.000 một bộ DNG này có thuộc vào chị nào đây ạ? 9.000 một bộ DNG này sẽ thuộc vào chị nào đây? Rồi bắt đầu chốt hàng các chị nhá, bắt đầu nào? Chị nào chưa chia sẻ nhanh lên cho em. Ai chưa chia sẻ đủ lên cho em, ấn kết bạn với link Facebook bên em. Chia sẻ live stream và chế độ công khai cho em. Bắt đầu em chốt hàng với giá 9k cho các chị. Bắt đầu em mạnh sẽ chốt hàng. Lên lên cho em đến 400 người xem lên các tình yêu của em. Chia sẻ mạnh lên cho em đi các tình yêu của em. Đây, cho những cái bà bom hàng đấy. Không biết là tối đến ngủ ngon không, em không cần biết là tối đến các bà đấy có ngủ ngon không lên cho em. Một cái các chị comment lại nghe xem là câu này nhá. Mua hàng không ý thức cho em. Mua hàng vô ý thức lên cho em các chị nhá. Mua hàng vô ý thức kèm theo số điện thoại. Mua hàng vô ý thức kèm số điện thoại lên cho em các chị nhá. Này của chị nào đây là mua hàng vô ý thức cho em. Mua hàng vô ý thức kèm theo số điện thoại lên cho em. Ai nhanh tay thì người đấy sẽ được, chậm tay người đấy sẽ mất luôn. Mua hàng vô ý thức kèm số điện thoại lên cho em các chị nhá. Mua hàng vô ý thức kèm số điện thoại. Cứ của chị làm nhanh tay thì chị đấy sẽ được được chưa các tình yêu của em. Mua hàng vô ý thức nào, nhanh lên cho em. Mua hàng vô ý thức kèm theo số điện thoại cho em. Đủ lượt chia sẻ lên 7 lần trên cho em nhá. Chỉ có 10 phút để em bán hàng bom các chị thôi, không có nhiều thời gian. Đấy, mua hàng vô ý thức lên cho em. Mất dạy một cách kinh khủng luôn. Đây, mua hàng vô ý thức là của bà nào đây? Đây, mua hàng vô ý thức. Mua hàng vô ý thức cho em. Các chị nghe rõ cho em chưa? Mua hàng vô ý thức kèm số điện thoại luôn cho em. Mua hàng vô ý thức để em cho mấy cái con bom này nó sáng mắt của chúng nó ra luôn. Đấy, đây em đọc tên từng con một cho em này. Mẹ, con Minh Huy là một này. Minh Huy là một này. Đấy, mất dạy này. Hoa Dô là hai này, toàn những cái bọn gọi là bom hàng có chủ đề cho em. Dã man.
dã man con ngan luôn, được chưa? Đúng rồi, mua hàng vô ý thức cho em, kiểm tra nhá. Ok chị đầu tiên cho em này, ok chị đầu tiên Thùy Linh cho em mua hàng vô ý thức. Kiểm tra ngay chị Thùy Linh đã chia sẻ livestream chưa nhỉ? Thùy Linh cho em kiểm tra đã chia sẻ livestream chưa nào? Đi rồi. Ai em nhìn hết rồi. Đấy. Nguyễn Hạnh ý. Toàn cái bọn gọi là cả những cái bà mà gọi điện quá nhiều lần không nghe máy, toàn bọn vô ý thức luôn các chị ạ. Kinh khủng luôn các chị ơi. Đây cái bộ này nhà em bán 9.000, có bà nào thích không? Comment lại nhá, comment lại nghe cho em. Đấy, comment lại nghe cho em bộ dài. Ui, bộ này siêu hot, siêu đẹp luôn. Bộ này bán giá 9.000, có mà ai mà mua được cái bộ này có mà sướng nửa đời người. Chúng nó bán trên thị trường là 169.000 đấy. Bây giờ mang ra bán chị có 9.000 thôi. Nào, chia sẻ mạnh lên chưa nào? Chia sẻ mạnh lên cho em. Bộ dài giá 9.000 nha các chị nhá. Bộ dài giá 9.000 luôn cho em. Đấy, các chị nghe rõ cho em chưa? Bộ dài này với giá 9.000 luôn cho em. 9.000 một bộ dài cho em. Chị nào mà không có tiền nhá, chị nào mà không có 9.000 thì đừng vào mua hàng nhá. Không có 9.000 thì đừng vào mua hàng nhá chị nhá. Rồi, đồ ok, bộ em đang mặc, rất nhiều chị đang hỏi bộ em đang mặc nào, nhanh tay lên các tình yêu của em. Đây nhá, bộ dài giá 9k cho em ạ. Rồi, em xin phép mọi người luôn, em chuyển sang bán hàng bộ của em đang mặc các chị nhá. Bộ em đang mặc là 89.000 một bộ ạ. Bộ em đang mặc là 89.000 một bộ của bà nào đây cho em nào. Nào chia sẻ lên cho em của bà nào đây. Nào nhanh tay lên cho em nhá. Ok chị Hương Nguyễn này. Ok chị Hương Nguyễn, cho chị Hương Nguyễn này. Ok tình yêu Hương Nguyễn luôn cho em này. Hương Nguyễn này 0913 này. 0913 146 141. Ok chị Hương Nguyễn luôn cho em các chị nhá. Hương Nguyễn ok tình yêu. Đây, bây giờ rất nhiều người chị đang hỏi cái bộ em đang mặc ok chưa? Bây giờ em sẽ bán sang đến cái bộ em đang mặc cho các chị nhá. Bộ em đang mặc ngày hôm nay bán đại hạ giá các chị luôn 89.000 một bộ cho em, comment lại nghe cho em. 89.000 một bộ cho em nhá các chị nhá. 89k một bộ các chị nhớ giùm em. Bộ em đang mặc 89.000 gồm có hai màu. Các chị nhá, bộ em đang mặc gồm có hai màu luôn cho em, chim đen rồi. Bộ chim đen rồi. Đây, bộ em đang mặc 89.000 một bộ. Các chị nghe rõ cho em nhá. Nhớ giùm em chuyển sang bán hàng một chút ạ và sau đó là em sẽ chuyển tiếp bán nốt hàng bom các chị mấy cái bộ này nhá. Mấy cái bộ này vẫn đang còn ở hàng em. Cuối livestream lại bán tiếp cho các chị. Đấy, bộ em đang mặc có hai màu. Các chị comment lại nghe cho em, chim trắng và chim đen 89.000 một bộ. Chim trắng và chim đen 89.000 một bộ cho em các chị nhá. Chim trắng và chim đen cho em ạ. Chị nào lấy chim trắng thì comment lại là chim trắng. Chị nào lấy chim đen comment lại là chim đen cho em 89k các chị nhá. 89k một bộ luôn cho em các chị nhá. 89k. 89k một bộ cho em các chị nhận đặt hàng comment lại ngay cho em bộ chim trắng và chim đen. Chị nào lấy bộ canh mặc thì comment lại ngay cho em là bộ canh mặc nha các chị nhá. Ai lấy bộ canh mặc thì comment lại là canh mặc luôn cho em là 89.000 một bộ nhá. Hôm nay sẽ đại hạ giá, giảm giá tất cả những cái hàng này luôn cho các chị luôn. Canh mặc thì comment lại ngay cho em là bộ canh mặc 89.000 một bộ cho em ạ. Bộ mẫu mặc các chị comment lại ngay cho em chim trắng này, chim đen này. Ok chưa, chim trắng chim đen này và canh mặc luôn cho em từ 40 cân đến 60 cân cho em. Từ 40 cân đến 60 cân hàng Quảng Châu co giãn 4 chiều các chị nhá. Hàng Quảng Châu co giãn 4 chiều luôn cho em, các chị nhìn thấy tem mác của nó đầy đủ luôn cho các chị nhá. Đấy, sao bán có hai cái vậy? Em đang hạt rất nhiều mã luôn, 89k chị Ngọc Anh bổ sung số điện thoại cho em ạ. Chim trắng chim đen và kèm theo số điện thoại cho em và bộ canh mặc các chị nhá. Ok chị Thanh Bích Hoàng này, một bộ chim trắng này. Ok chị Hồng Lê một bộ chim trắng. Ok tình yêu chị Nguyễn Thanh bổ sung số điện thoại. Các chị nhá, đặt hàng comment lại nghe cho em bộ chim trắng chim đen các tình yêu và bộ mẫu mặc và bộ canh mặc lên cho em ạ. Bộ canh mặc đây nha các chị nhá. Ok chị Nguyễn Hằng luôn cho em, cho chị một bộ chim trắng. Ok tình yêu 89.000 một bộ cho em. 60 50, các chị comment cứ 40 cân đến 60 cân nhé, em bao vừa với các chị sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn cho các chị. Ok chị Thúy Linh một bộ canh mặc này. Ok chị Phương một bộ chim đen này. Ok tình yêu này. Em ơi bao nhiêu cân mặc được chị ơi? 40 cân đến 60 cân cho em. Shopee chỉ đối với khách sỉ nha, không bán cho các khách lẻ đâu các chị nhá. Mã kèm theo số điện thoại luôn cho em ạ. Nói chung là mọi người muốn có Shopee đúng không? Ok tình yêu. Bên nhà em sẽ triển khai đến chương trình Shopee cho tất cả các chị luôn. Chuyển khai chương trình Shopee cho tất cả các chị nhá. Chỉ 89.000 bộ cho em nhá. Đấy em ơi, không bán 90k sao lại bán 89.000? Em thích con số 80 chị gái của em ạ. Ok chị Hoa Phạm bổ sung lên cho em chim trắng chim đen và canh mặc luôn cho em nhá. Chim trắng chim đen và canh mặc luôn cho em 89.000 một bộ các chị nhá. Ok chị Bầm Gia Thái là một bộ chim đen 89.000. Ok tình yêu, ship đồng giá là 30.000 luôn cho em. Ship đồng giá là 30.000 nha các chị nhá. Ship đồng giá là 30.000. Canh mặc, mẫu mặc và chim đen các tình yêu. Đấy, nhanh lên cho em. Ok chị Đào Võ một bộ chim đen này. Ok chị Khánh Huyền luôn cho em này. Đấy các chị nhá. Ship Shopee ok tình yêu. Tình yêu là thích ship Shopee thì
em sẽ đăng lên Shopee, ấn các bạn với link Facebook bên nhà em đi, tí nữa em sẽ đăng cái link Shopee của bên nhà em lên, các chị tha hồ mà vào đấy mà đặt nhá, được chưa? Đấy, tha hồ mà vào đặt, chị nào có Shopee thì tha hồ vào Shopee mà đặt cho em. Ok, chị Ngọc Anh cho em này, nhanh lên cho em ạ, bộ mẫu mặc và bộ canh mặc lên cho em, các chị nhận bộ mẫu mặc và bộ canh mặc và bộ chim trắng chim đen, cứ chim trắng chim đen lên cho em, số lượng có hạn nữa các chị nha, nhanh tay lên thì còn hàng, có 89.000 một bộ, rẻ rẻ đến nỗi mà kinh khủng luôn rồi, từ 40 cân đến 60 cân em ba vừa nhận, từ 40 cân đến 60 cân em hạnh ba vừa cho các chị luôn đấy, các chị nhớ 40 cân đến 60 cân ba vừa cho các chị luôn được chưa? Ok chị Tài NG ạ, có gửi hàng cho chị không? Em gửi hàng cho chị rồi, chị ơi chị cố gắng đợi một chút nữa lên cho em ạ. Bộ canh mặc này các chị nhá, bộ chim đen, đấy chim đen này đẹp lắm các tình yêu. Ok chị bên em mái cho chị hai bộ chim, ok tình yêu cứ chim trắng và chim đen kèm theo số điện thoại cho em. Chim trắng, chim đen và kèm theo số điện thoại cho em nhé, 89.000 một bộ lên cho em. Các chị nhớ giúp em là 89.000 một bộ lên cho em các chị nhá. Ngọc Anh ơi, chốt của Ngọc Anh rồi mà, em chốt hàng tất cả các chị rồi mà các chị ơi. Chim trắng này, tháp bướm này các chị nhá, tháp bướm là bộ của canh năm mặc đây ạ, 89.000 một bộ. Chị nào nhanh tay đặt thì comment lại nghe cho em là bộ mẫu mặc là chim trắng này, có chim trắng, chim đen và tháp bướm luôn cho em, 89.000 một bộ nhá. Canh mặc rất đẹp luôn các tình yêu của em. Đấy các chị nhớ ạ, canh mặc rất là đẹp. 40 cân đến 60 cân các chị nhá. Chị Vân Anh Nguyễn bổ sung số điện thoại, các chị nào không có số điện thoại là bên nhà em sẽ không, hiện tại không bán hàng nữa. Không có số điện thoại thì hiện tại sẽ là không bán hàng. Các chị nhá, chất thun lại ngàn Quảng Châu luôn cho em. Chất gì vậy chị ơi, em trả lời chất rồi mà chị không nghe rõ, chị hoa phạm luôn cho em. Có bộ dài không? Không có bộ, à có bộ dài nhưng mà chưa lên được nha các chị nhá. Các chị đặt hàng phải có số điện thoại lên, không có số điện thoại em không cho đơn hàng cho chị nào đâu ạ. Các chị em không mặc ở đâu chị ơi, em không mặc ở đâu nha chị nhá. Chim trắng chim đen cho em, chị nào chốt hàng cho em thôi, nhà em không có mặc nhá. Ok chị Kim Ngân cho em một bộ chim, ok tình yêu chị Kim Ngân. Chị Kim Ngân ơi, chị lấy chim trắng hay chim đen cho em ạ? 89.000 một bộ nha, em chỉ bán nốt trong buổi tối ngày hôm nay thôi các chị nhá. Ok chị Nguyễn Thị Duyên cho em này một bộ chim đen này. Các chị chốt hàng thoải mái luôn cho em, 40 cân đến 60 cân các chị nhá. 65 cân không vừa đâu chị ơi. Chim trắng chim đen các chị nhá. Đấy. Các chị nhớ giùm em chưa, đặt hàng phải có mã cho em. Ok chị Lan Đặng lên cho em một bộ chim trắng luôn cho em. Chị nào đặt chim trắng comment lại chim trắng, chị nào đặt chim đen comment lại chim đen cho em. 89.000 một bộ cho em. Đấy, 89.000 một bộ lên cho em các chị nhá. Bộ canh năm mặc là bộ tháp luôn cho em nhá. Đấy, các chị đặt qua Shopee thì các chị cứ để lại số điện thoại đi nhà em, nó sẽ đăng lên cái Shopee cho các chị nhá. Đấy, đây ạ. Chị nào mà không ấn cái bảng link Facebook bên nhà em thì em không bán Shopee đâu nha các chị nhá. Ok chị Thành Bá, các chị phải vào Shopee các chị tự đặt luôn cho em ạ. Chứ nhà em không có gửi link cho các chị đâu nhá. Nhà em không gửi link cho mọi người đâu, mọi người tự lên Facebook mà mọi người đặt lên cho em, tại vì bình thường nhà em sẽ không ship Shopee đối với khách lẻ đâu. Ok chị Linh Nguyễn, tối nay là em hướng lên thì em mới chốt cho khách lẻ đâu, chứ còn bình thường em không bán Shopee đối với khách lẻ đâu. Nhà em ngày nhiều đơn lắm, nhà em không thể nào mà chốt khách lẻ trên Shopee được, nên là các chị cứ vui lòng là em sẽ đăng lên cái link Facebook của em, link Shopee của em trên Shopee ý. Thì các chị thích đặt qua Shopee thì các chị ấn vào đấy thôi. Đấy là nó sẽ ra đơn hàng các chị nhá. Ok chị Vững bổ sung số điện thoại cho em nào. Ok chị Đỗ Vẹn cho em một bộ chim đen size 60 cân. Ok chị Hồng Lê hai bộ chim, một chim trắng, một bộ chim đen. Chị Kim Ngân bổ sung số điện thoại nào. Chị Linh Nguyễn cho em này. Các chị nhá. Các chị đặt hàng nhớ cho em nhé. Lê Dung ok tình yêu của em. Ok chị Hoa Phạm 43 cân mặc ok luôn cho em. Ok chị Nhuận Lộng một bộ chim đen ok tình yêu. 40 cân đến 60 cân thôi nhá, không có 70 cân nữa chị nhá. Bộ tháp này. Không có màu khác, chỉ có mấy cái màu này thôi chị ơi. Má lại cho em ạ, tháp bướm luôn cho em. Tháp bướm mà kèm theo số điện thoại cho em nhá. Chị nào đặt tháp bướm comment này là tháp bướm mà kèm theo số điện thoại luôn cho em. Anh ta lấy mã của em cái. Tháp bướm nha chị nhá. Bộ này là bộ canh năm mặc, là bộ tháp bướm luôn cho em, 89.000 một bộ, cả một bộ cũng có 89.000 thôi. Cả quần cả áo nhá. Cả một quần một áo có 89.000. Ok chị Liên Lê cho em này. Ok chị Hồng Lê một bộ tháp ok tình yêu. Tổng 3 bộ nhé. Ok em yêu. À ok chị yêu của em, chị Ngọc Anh không có số điện thoại bên nhà em không bán hàng đâu. Ok chị Vũ Nguyễn ạ. Các chị đặt hàng thì phải có số điện thoại, đi đặt hàng cứ toàn không có số điện thoại đấy các chị ơi. Mã này là tháp bướm cho em ạ. Chị nào đặt hàng mà có số điện thoại luôn cho em nhá. Không là tí nữa các chị đặt hàng các chị toàn không có để lại số điện thoại. Không để lại số điện thoại nhà em bán bằng niềm tin đi, hy vọng à. Ok chị Nguyễn Thuận cho em này. Đây bộ tháp bướm này đẹp lắm, đừng em bỏ qua. Đây, các chị thấy không? Chị nào sáng mai không nghe điện được thì cho em địa chỉ luôn nhá. Đấy. Ok chị Trang Thùy này. Tháp bướm ok chị này. Em làm gì có đâu mà em cho chị à? Chị Đào Minh với chị Vũ Thị Kim Liên, em làm gì có đâu mà cho à? Ok chị Trang Thùy bộ tháp bướm, ok chị Kim Ngân một bộ chim đen. Tháp bướm luôn cho em này, nhanh lên em còn qua mẫu nhờ. Tháp bướm mà kèm theo số điện thoại luôn cho em. Thành Bá này, anh lấy hai bộ chim trắng 40 cân đến 45 cân, bổ sung số điện thoại lên cho em nào. Chị Ngọc Anh ơi, không có số điện thoại thì bên nhà em bán hàng kiểu gì được ạ. Chị nào có đơn rồi các chị phải ghi lại là dồn cho em ạ. Ok chị Quý Tử Nhà Lông một bộ chim trắng này, ok chị Ngọc Anh cho em ạ. Chất tun lại hàng Quảng Châu luôn, nhà em nó là hàng Quảng Châu, đừng ai so sánh với hàng Việt Nam nữa chị nhá. Đừng so sánh với hàng Việt Nam luôn cho em. Bộ canh mặc này cực kỳ là đẹp luôn các chị nhá. Bộ canh mặc đẹp lắm các chị đừng bỏ qua. Tháp bướm này các chị nhìn canh em đẹp cực luôn. 60 cân vừa nhá.
đẹp lắm, tháp tháp đi các chị nhá, 60 cân bao vừa luôn cho các chị nhá. Bắt đầu em qua mẫu này, nhanh tay lên để bắt đầu qua mẫu cho các chị nhá, bắt đầu qua mẫu cho mọi người, cho em cô gái Lucy, cô gái trắng nhé. Em 53 cân này là các tình yêu của em nhá. 40 cân đến 60 cân 89.000 một bộ cho em, chị nào đặt phải có mã, không có mã không bán hàng các chị nhá. Em làm gì có đâu mà em bán chị Đào Minh, ở chị Đào Minh em cái 9.000 đấy là em bán đầu livestream thôi các chị nhá. Tẹo luôn em bán tiếp. Lại số điện thoại đi ạ. Các chị đặt hàng có số điện thoại luôn cho em nhé, không có số điện thoại bên nhà em không bán hàng đâu các chị ơi. Chị biết tặng ơi, em biết là chị mua hàng của nhà em rồi nhưng mà nhà em không lưu địa chỉ của khách hàng mà cũng không lưu số điện thoại khách hàng ạ. Ok chị Ngọc Anh cho em này, 89.000 một bộ cho em. Các chị đặt hàng có số điện thoại lên cho em, không có số điện chị nào có đơn rồi ghi là dồn cho em. Hai bộ mà không thấy chốt đơn, ok chị bé Bùi cho em này, cho chị xem lại bộ chim trắng đây, chim trắng em đang mặc đây, sao phải xem lại à? Đây, đây chim trắng em đang mặc đây chị ơi. Chim trắng là bộ em đang mặc đấy nhá. Các chị nhớ giúp em đặt hàng mà có số điện thoại ấy, chị bích lại cho em số điện thoại lại đi ạ. Không có đâu chị ơi. Đấy, đây ạ, mã này cho em nhá. Ai đây? Chị ơi, ai được bộ 9.000 đấy là bên nhà em được ghim rồi, bây giờ hỏi em không nhớ đâu, hình như có phải chị Thùy Linh không? Phải. Thì đúng rồi, đúng rồi, Thùy Linh. Thùy Linh ơi, chụp màn hình và anh Bung giúp chị nhá, Thùy Linh nhá. Mã này cho em là mã 17 ạ. 17 cô gái các chị ơi, 89.000 một bộ nha các chị nhá. Mã 17 cho em này. Ok, bích đạn cho em 17 nhanh tay thì còn hàng, anh cầm lại cho em đi. Mã 17 này anh nhanh tay thì còn hàng, chậm tay lấy hàng nha. Tình yêu là nhanh tay. Ok chị Nga Nguyễn này. Ok chị Gia Bảo Ly này. 17 ok chị Gia Bảo Ly, ok chị Nga Nguyễn. Mã 17 này. Ok chị Vũ Nguyễn cho em này. Đấy các chị đặt hàng như mấy cái chị kia đặt hàng có số điện thoại của em. Mà mai mà không nghe điện được thì bổ sung cho em địa chỉ nhá. Chim trắng chim đen. Em mặc có cả chim trắng và cả chim đen cho em, 89.000 đấy, chất cực kỳ là mát luôn. Lát em đi bóc nhé, ok em yêu Thùy Linh, đặt thêm một bộ đi cho đỡ tiền ship em ơi. Đấy, mình được chú mini game rồi, đặt thêm bộ nữa cho em. Ok chị Bích Đặng, đấy, Bích Đặng như mua hàng với nhà em rất nhiều rồi đúng không? Mã 17, Bích Đặng ơi, triển khai ngay cái mã 17 này luôn cho chị. Đấy, Bích Đặng không cần nói nhiều, đặt mã 17. 17 cho em này, chị Dương Nghi, 53 cân bao vừa. Chị ơi đặt hàng comment lại ngay cho em nhé. Nhà em sẽ có nhân viên gọi điện lại cho các chị tư vấn về chiều cao cân nặng, các chị yên tâm đi ạ. Cứ từ 40 cân đến 60 cân cho em nhé. Các chị ok thì các chị cho địa chỉ thôi. Thành Bá sau lưng có hình không em, anh không thích đằng sau có hình. Tất nhiên là anh ơi, nó là phải có hình đằng sau chứ ạ. Ok chị Phương lốt cho em này, một bộ chim đen và một bộ tháp bướm này. Nó là 3D rồi thì trước sau nó phải như okay, một. Ok chị Hồng Lê. 17 này, Hồng Lê thêm một mã 17, ai nhanh tay thì còn hàng mã 17. Đông Nghi ơi, bổ sung số điện thoại cho chị nào, Đông Nghi ơi. 17 và kèm theo số điện thoại cho 17 em. 17 này nhà em không có nhiều đâu nhá các 17 này không có nhiều đâu, nhanh lên cho em thì còn hàng đấy. Có 89.000 một bộ, khiếp cả một cái bộ cũng có 89.000, cả quần cả áo có mã 89.000. Cho anh lấy hai bộ nhé. Ok, anh Thành Bá này. Ấy nó gọi nick nào đấy? Không biết. Sao im này. Hay này, nó ngồi check và xem nó nào. Em ơi. Dạ. Em gọi điện này, em ngồi em làm gì đấy? Em đang gọi điện ạ. Gọi đi, đừng có check đấy. Mã 17 cho em ạ. Chị nào thích bộ canh thì comment là bộ canh. Chị nào thích bộ mẫu mặc thì comment là mẫu mặc. 17 đẹp lắm. Bao nhiêu tiền một bộ? 89.000 một bộ. 89.000 một bộ chị ơi. Em comment lại, em comment lại là bộ 89.000, mã cộng số điện thoại 89.000, cộng mã cộng số điện thoại cho em. Bộ đang mặc 89.000 một bộ các chị nhá. Đặt hàng comment lại nghe cho em này. Nhà em sẽ lên mã cho các chị này, mã 17 nhá. Cho em một bộ chị đang mặc, Tấn Huy ơi bổ sung số điện thoại cho chị nào. 89.000 cho em. Các chị nghe rõ cho em chưa? Đấy, mã kèm số điện thoại, mã này là mã 17, cực kỳ đẹp luôn các chị luôn. Ok. Đây, đằng trước đằng sau như một mà. Nó đã gọi là 3D rồi, bộ tất nhiên đằng trước đằng một, sau bộ, như một đúng không? Ok, chị Vũ Hải Hà là chị bổ sung số điện thoại cho em với ạ. Các chị đặt hàng có số điện thoại cho em. Bộ cực kỳ là 40 đẹp. 40 cân đến 60 cân cho em các chị nhá. Mã 17 ạ. Các chị ạ, mã 17 này, nhanh lên kiếp cô gái búi tóc này cực kỳ đẹp. Rẻ ok, đẹp, Tấn Huy này. Ok, chị Phương Huỳnh này. Ok, chị Phương Huỳnh 89. Ok chị Phương Huỳnh một bộ mã 17 này. 17 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Ôi 17 là đẹp cực kỳ đẹp luôn, quần của nó cũng đẹp luôn các chị ạ. 17 này cô gái này không có hàng này bán đâu. Ok chị Baby Chảnh này, hai bộ mã 17 này. Ok chị Baby Chảnh. Cả bộ mà chị ơi. Ok chị Kim Trần ạ. Ok chị Thành Béo cho em, nó là okay, cả bộ. Ok chị Kim Trần này. Nhưng mà em chỉ rơi được áo thôi, em không rơi được quần ạ. Mã 17 áo như là quần như thế. Ok chị Sang Thủy mã 17 này. Áo như thế nào, quần nó là như thế các chị nhá, nhưng mà em không rơi được cả quần, các chị thông cảm cho em ạ. Bộ chị đang mặc nha, ok Tiến Huy lấy thêm một bộ nữa cho đỡ tiền ship đi em. Bộ đang mặc, comment là đang mặc cho em nhé các chị nhá. Đây này. Bộ mẫu mặc thì comment là mẫu đấy. Mặc, và canh mặc thì comment là đấy. Canh mặc cho đây em. Đây này, nó là cả một bộ luôn nhưng mà em chỉ rơi được áo 89 thôi. 89.000 chị ơi. Đấy, ôi bộ trắng này đẹp thế, trời ơi. Bộ cô gái đẹp dã man luôn các chị ạ. Mã 17 này đẹp lắm các chị, đừng có bỏ qua. Đấy, mã 17 và kèm theo số điện thoại nhá.
Mã 17 và kèm theo số điện thoại luôn cho em ạ. Đấy, mã 17 và kèm theo số điện thoại luôn cho em. Có 89.000 một bộ thôi. Bộ này đẹp lắm, đừng có bỏ qua em thật đấy. Bộ này đẹp long lanh nó chỉ như này. Đấy thấy không? Bảo nó gọi đi Nguyễn Hạnh đi, Nguyễn Hạnh đi. Ok, nó gọi như nào? Kệ nó. Đây ạ. Có mà nó cứ gọi liên tục. Ok, chị 40 cân mà ok luôn cho em. Chị nào đặt mã 17 nữa nhanh em bỏ qua mẫu nhá. 17 đẹp này, 17 này nó long lanh luôn cho các chị luôn rồi. 17 là đẹp, các chị yên tâm đi, mã 17 này cực đẹp luôn. Đấy. 89.000 một bộ. Đấy, em đổi mẫu nhá. Chị nào không thích nữa thì các chị phải bảo em đổi mẫu đi ạ, không là em cứ đứng mã này đấy. 60 cân mặc ok luôn cho em ạ, 40 cân đến 60 cân nhá. 17 và kèm theo số điện thoại. Em sẽ qua mẫu hai con chó nhé, cực kỳ đẹp luôn chị ơi. 17 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mã 17 và kèm theo số điện thoại nha anh chị nhá. Mã 17 kèm số điện thoại lên cho em ạ. Bộ này đẹp này. Bộ này đẹp, mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đây các chị thấy không? Bộ cô gái này bạn dọn đẹp. Ok chị Trần Thảo luôn cho em. Để em thử các chị bộ cô gái này mặc lên quá long lanh luôn. Đấy, để 17 nha các chị nhá. Đấy, đổi đi, ok tình yêu. Đấy các chị mà đổi thì em sẽ đổi luôn cho các chị luôn chứ. Các chị phải comment, các chị phải có lượt tương tác lên nhá. Cứ toàn đứng im thế hả? Mã 100 cho em ạ. Mã 100 nha các chị nhá. Ok chị Linh Linh thêm một bộ mã 17 này. Ok chị Linh Linh cho em 17 là đẹp này, 17 quá đẹp luôn. Mã 100 các chị nhá. Mã 100 mà kèm theo số điện thoại. Chị nào thích mã canh mặc thì comment lại là canh cho em nhé. Mã 100 đây các chị nhá. Mã 100 hình hai con chó. Okay. Mã 100 cho em ạ. Mã 100 nhà em không bán áo sau lưng chị nhá. Mã 100 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mã 100 chị nào lấy mã 100 comment lại mã 100 cho em. 40 cân đến 60 cân các chị nhá. 100 mà kèm theo số điện thoại. Ok Tấn Tiến Huy thêm một mã 100. 100 này không đẹp không lấy tiền. Mã 100 này là không đẹp không lấy tiền rồi các chị nhá. Mã 100 mà kèm theo số điện thoại cho em hình hai con chó. Đấy. 100 mà kèm theo số điện thoại. Mã 100 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Áo đằng sau là hàng lụa giấy nhá chị nhá. Áo đằng sau là hàng lụa giấy cho em ạ. 75.000 một áo nhá chị nhá. Áo đằng sau là 75.000 một áo cho em. Đây ạ. Mã 100 chị nào lấy mã này comment này là mã 100 cho em nhá. Mã 100 và kèm theo số điện thoại các chị nhá. Mã 100 kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy, chị nào lấy thì các chị phải comment đúng mã thì em sẽ soạn hàng cho chị, không đúng mã thì mình em không soạn hàng cho chị đâu nhá. 100 mà kèm theo số điện thoại, 89.000 một bộ cho em ạ. Một bộ nhá, em chỉ dơ được áo thôi, em không dơ được quần các chị nhá. Mã 100 mà kèm theo số 100 này không đẹp không lấy tiền rồi các chị nhá. 100 này là quá đẹp luôn cho em đấy ạ. Tiếp theo lên mã đi anh. Mã bộ cô gái của chị mấy cái bộ này anh ra xem cái chỗ này này, ra xem chỗ nào lên được thì anh cầm mã lên. Đấy, anh xem rồi. Đấy đồng này có nhiều không? Ôi, mang đi xem. Bộ hổ đi. Hổ đen đi. Đen hổ trắng đi. Hổ trắng đi, hổ trắng. Ok chị hẹn gương mã 17 cho em ạ. Hổ trắng nhé các chị nhá. Em ơi, bộ chị đang mặc cái comment này, bộ mẫu mặc được rồi em ạ. Mã 83 cho em ạ. Không xe mã 83 em chỉ lên được áo thôi, em không rơi được quần các chị nhá. Mã 83 và kèm theo số điện thoại cho em. Áo như thế nào là quần như thế các chị nhá. Áo như thế nào là quần như thế, nhà em có tận gần 70 mã cơ, làm sao mà nhà em cứ rơi được cả quần cả áo lên được các chị ơi. Mã này là mã 83 cho em ạ. Ok chị Lê Thị Biết Mai một bộ mã 100 này. Mã 83 con hổ màu trắng, chị nào lấy hổ trắng comment lại cho em là mã 83 nhá các chị nhá. Hổ trắng này đẹp. Mã 83 là con hổ trắng cho em, 89.000 một bộ nhá các chị nhá. Ok chị Linh Linh, chị Linh Linh có đơn rồi ạ. Chất thu lạnh hàng Quảng Châu luôn các chị nhá. Ok chị Tiến Huy mã 83. Ok. Ok Tấn Huy cho em 83 con hổ màu trắng này cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Hổ trắng luôn nhá, hàng sắc lét luôn cho các chị nhá. Mã 83 kèm theo số điện thoại. Áo xanh bao nhiêu vậy? Áo nào ạ? Chị ơi, áo lụa giấy đằng sau là 75.000 nha chị nhá. Ship đồng giá là 30.000 cho em ạ. Đây ạ, 83 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Chị nào đặt mã này comment lại mã 83 nhá, nó là một bộ cho em nhá, cả quần cả áo. Nhưng mà em không rơi được cả quần nữa các chị nhá, em chỉ rơi được áo thôi ạ. Nên mọi người thông cảm nhá. Mã 83 và kèm theo số điện thoại. Chị nào đặt mã này nhớ giùm em phải có mã nhà em, có mã nhà em bán hàng nhá. Không có mã nhà em không soạn đơn hàng các chị được đâu. Không 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 bán hàng theo hình nữa các chị nhá. Không bán hàng theo hình, không bận hết rồi nên làm quá làm gì. Cố gắng đi xin được. Cái đấy không có. Đi, mẹ cái thằng này điên. Mẹ chặn mẹ nó đi. Ok Tấn Huy này. Mã cô gái Gucci mã 32. Cô gái Gucci mã 32 cho em ạ.
Cô gái Gucci mã 32 những cái chị nhỏ, 32 là cô gái Gucci cho em. Chị nào lấy mã này comment này lại cho em nhé. Em không nên sơ mi được đâu chị Khánh Huyền ơi, em không nên sơ mi đâu chị ơi, chị có mua thì chị mua thôi, nhưng em không nên sơ mi nhé chị nhá. Xỉ 75 mà lẻ là 89 ạ. Mã 32 nhá, chị nào lấy mã 32 comment này là 32 cho em ạ. Nhà em không bán sơ mi nhá chị nhá. Mã 32 cho em ạ. 32 cho em, từ 40 cân đến 60 cân cho em. Chị nào ưng cái mã này comment lại cho em là mã 32 và kèm theo số điện thoại cho em. 89.000 một bộ, nhưng hình như các chị đấy không đọc ấy sao. Nghỉ like đi. Các chị ơi, em đã viết trên màn hình rồi, mọi người vào thì mọi người cố gắng là mọi người nhìn cái màn hình của em với nhá. Chứ mọi người cứ hỏi mã bộ bao nhiêu. Em đã viết mã lên rồi thì các chị, em đã viết gì nhỉ? Em đã viết lên rồi thì các chị cứ nhìn theo, hoặc là em đã ghim rồi nhá các chị nhá. Chắc có người nhìn thấy có người không. Ừ, hình như là thế. 75.000 áo đằng sau đồng giá là 75.000 trừ áo hoa nổi ra nha các chị nhá. Đấy. Mã này là mã 32 ạ. Chị nào lấy mã 32 comment lại 32, không có mã không bán à. Bích Đặng ơi comment lại cho chị là mã 32 đi em ơi. Không bán theo kiểu như là nhá. Có chốt mà anh Thành Bá ơi, có chốt mà anh Thành Bá. Các chị ơi, nhà em bán hàng theo mã, nhà em không bán hàng theo kiểu là tả hình luôn nữa các chị nhá. Đấy nên là vui lòng các chị đặt hàng các chị theo mã cho em ạ. Mã 32 này. Cô gái Gucci mã 32 và kèm theo số điện thoại cho em nha các chị nhá. 32 cô gái Gucci cho em, nhà em có tận 70 mã cơ, nên là các chị như bên em không nhận đơn hàng nào mà comment hình đâu nhá. Toàn bộ những đơn hàng comment hình là bên em hủy hết đơn hàng đi ạ. Anh ơi mã này, bố mua tôi luôn. Ok chị Duy Trinh ạ, một bộ chim trắng, một bộ chim đen. Ok Bích Đặng này. Không có mã là em không dọn hàng các chị đâu, các chị cứ comment cứ toàn tả hình mà em không dọn hàng đâu. Đừng có tả hình ạ, có mã rồi các chị đừng tả hình ạ. Mã 39 cho em này. Mã 39 nhá. Mã 39 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. 39 cho em ạ. Chị là ưng mã cô gái bướm đậu ô tô này, comment này là mã 39 mà kèm theo số điện thoại nhá. Cô gái bướm đậu ô tô mã 39 này, em chỉ còn tuần này bộ thôi. Ai nhanh tay thì sẽ được bộ ô tô này, và ai chậm tay sẽ lấy hết nhá. 39 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Ô tô đẹp lắm các chị ơi, màu Gucci này. 40 cân đến 60 cân cho em các chị nhá. 40 cân đến 60 cân comment lại mã cho em ạ. Mã ô tô này chỉ còn ít thôi các chị ơi, mã 39 cho em này. Đấy, 39 cho em. Đẹp không các chị ơi? Đấy, 39 cho em, rất đẹp luôn các chị nhá. Ô tô Gucci nhá. Nói chung là các chị nên lấy cái mã này mặc, tại vì Gucci mặc thì bao giờ nó cũng đẹp hơn các chị, nó không phải như màu trắng như màu đen. Có nhiều người thích màu trắng, có nhiều người thích màu đen, nhưng Gucci này nó mặc hợp cho tất cả mọi người nhá. Đấy. Ai lấy cô gái a, ai lấy ô tô này comment lại mã 39 nhá. Mã 39 cho em, không có bộ nào đen nữa đâu chị ơi. Nhà em lên được mã nào thì lên mã đấy thôi ạ. Mã 39 cho em ạ. 39 và kèm theo số điện thoại cho em nha các chị nhá. Mã 39 và kèm theo số điện thoại cho em nhé. Em chỉ còn cần này bộ thôi. Rất chi là ít thôi nha các chị nhá. Mã 39 này cực kỳ là ít thôi. Đấy, mọi người không đặt nhanh tay thì không còn hàng đâu ạ. 39 và kèm theo số điện thoại cho em. 40 cân đến 60 cân cho em, 89.000 một bộ nha các chị nhá. 40 cân đến 60 cân, 89.000 một bộ cho em ạ. Anh lên cho em mấy mã này. Ok chị Baby Chảnh này, mã 83 này, hộp đơn này, ok Baby Chảnh cho em. Mã này còn có mấy bộ. Mã 84 ạ. Có 3 bộ đấy. 84 bình hoa màu đen nữa chị nhá. Chị nào vừa ok chị Huỳnh Phượng, một bộ vá mã 39 này. Màu đen đây. Đây các chị nhớ dùm em nhá, cho em xin địa chỉ luôn đi chị Hoàng, chị Huỳnh Phượng ơi. Mã 84 ạ. 84 chỉ còn vài bộ thôi các chị nhá. Mã 84 này em chỉ chốt cho tầm bộ khoảng 4 chị thôi. 84 và kèm theo số điện thoại cho em. Mã 84 và kèm theo số điện thoại nha các chị nhá. 84 ạ. 84 ai lấy mã này comment lại 84 cho em, một bộ là 89.000 cả một bộ luôn nha các chị nhá. Nhưng mà em chỉ giơ được áo thôi, mà em không giơ được quần, nên mọi người thông cảm cho em nhá. Đấy, đây 84 này của chị nào đây, chốt nhanh tay còn hàng, chậm tay sẽ lấy hàng luôn cho em nhá. 84 bộ bình hoa màu đen. Đấy, đây 84 cho em kẻ nhá. Xuân xưởng khu một bộ mã 84, anh cứ bỏ ra đi, bán hết cho tôi này đã. 84 cho em này, còn 3 bộ nữa thôi các chị nhá. 84 cho em ạ. Em 53 cân nhá chị nhá. Em đang mặc thì chị cứ comment này là bộ chim trắng cho em là ok ạ. 84 cho em ạ. 84 và kèm theo số điện thoại cho em, bỏ nó chuyển sang nick Nguyễn Hạnh đi. Em ơi. Dạ. Chuyển sang nick Nguyễn Hạnh cho chị đi. Mã 84 cho em nhá các chị nhá. Đấy, 84 đẹp. Cả một bộ luôn có 89.000 nhá.
89.000 một bộ cho em. Mã này là mã 84 và kèm theo số điện thoại cho em. Chị ơi, bộ em đang mặc thì chị comment này là bộ mà mặc. Khánh Huyền có đơn chưa? Chị nào chưa có đơn em không soạn hàng thôi nhá. Có đơn rồi thì phải ghi là dồn cho em, còn chị nào không có đơn rồi thì bổ sung số điện thoại. Chứ bên nhà em không có số điện thoại là bên nhà em không không soạn hàng ngay đâu. Đấy, tránh trường hợp là gộp đơn cho chị bộ chó đen nữa nhé. Chị ơi, gộp đơn là bộ nào chị Lê Dung? À, chị Lê Dung với thêm một bộ chó đen à. Ok chị yêu. 84 cho em này. Không xem lại nhá chị nhá. Đào Võ một bộ mã 84 này. Chất tu lạnh ngàn Quảng Châu qua giãn 4 triệu luôn nhá. 84 chỉ còn 2 bộ thôi, chị nhanh tay thì còn hàng. 84. À, chị Đào Võ bổ sung cho em số điện thoại. A bổ sung cho em chi địa chỉ luôn đi ạ. 84 cho em này. Đấy, Khánh Huyền. Khánh Huyền mã 84 này. Chị nào có mã thì bên nhà em táp bướm là chị comment lại là canh mặt luôn cho em nhá. Đây mã 84 còn một bộ cuối cùng này. Ai nhanh tay thì người đấy sẽ được cho em này. Quá đẹp luôn cho cái bộ này luôn ấy. Cái bộ này phải cực kỳ đẹp luôn các chị luôn, bộ màu đen luôn đấy. Hàng hiếm luôn đấy. Mã 45 cho em ạ. 45 xem còn mấy bộ nào. 45. Mã 45 là màu trắng cho em ạ. Mã này có đủ 3 màu luôn. Xương Quách. Ok chị Xương Quách, lốt cho chị Xương Quách một bộ mã 84. Đấy. Chốt cho Xưởng Thu rồi, Xưởng Thu ơi. À, Hạnh Phương ơi, không được chốt nữa đâu nhá. Mã 45 chị nào cứ có số điện thoại bên em bán hàng, còn chị nào có số điện thoại rồi thì phải ghi là dồn đơn cho em. Đấy, không dồn đơn là em không soạn hàng các chị đâu. Mã 45 cho em. Ủa, có vài bộ đâu các chị ơi. Đẹp thế, trời ơi. Mã 45 này chứ, anh ở chỗ này xem còn này. Bữa ở chỗ đây đây, vẫn còn một bộ này. À, màu trắng mã 45 này các chị nhá. Áo như thế nào, quần nó như thế cho em. Mã 45 mà kèm theo số điện thoại đẹp cực kỳ luôn. Mã này không đẹp không lấy tiền các chị rồi nhá. 45 này bà nhanh tay lên thì còn hàng mã 45 này. Chậm tay sẽ không còn hàng cái mã 45 này luôn. Bình nước hoa các chị nhá. À bình hoa. Một bình hoa thôi nhưng nó rất chìa nổi luôn các chị luôn đấy. Nhã nhặn nha các chị nhá. Nó rất chìa đẹp luôn các chị nhá. Không xem lại đâu bạn ơi, nhà tớ phải like hết mã nhà tớ mới cho xem lại được. Không bây giờ là nó bị loạn mã nhá bạn nhá. Mã 45 thôi, không là đến lúc là nhầm hết đơn hàng các chị kia đấy. Mã 45 cho em ạ. 83 như nó con hổ trắng hay sao đấy. Từ 40 cân đến 60 cân cho em. Ui. Đây 45 ai comment lại cho em ạ. Đây 83 là hổ trắng đấy nhá bạn nhá. Mã này mã 45 cho em ạ. Ai đặt mã 45 comment này 45 cho em nhá. Từ 40 cân đến 60 cân cho em, bao vừa cho các chị luôn. Một bộ luôn nhá. Nguyễn Huyền, A Khánh Huyền thêm một bộ mã 45 này. 45 này không còn nhiều đâu, những cái mã nào em đã bỏ hết rồi hết nhá các chị nhá. Không còn nhiều thì đặt nhanh tay nó lên ạ. Đấy. Dạ. Chị Hồng Nguyễn ơi, chị có số điện thoại không ạ? Em đã nói là không có số điện thoại em không cho đơn hàng rồi mà. Em từ nãy giờ em toàn để chị đặt thôi nhưng mà chị có cho số điện thoại đâu. Không có số điện thoại thì bên nhà em liên lạc lại với chị kiểu gì ạ? Hoặc là chị có rồi thì chị phải bảo là dồn đơn cho em chứ bây giờ chị cứ comment bạt mạng như thế thì em biết làm sao được. Ok chị Hoa triệu một bộ má 45 cho em ạ. Xỉ 75 lẻ 89 nhá. Xỉ 10 bộ trở lên nhá. Lấy nhiều cắt số lượng nhiều cho em ạ. Mã 45 cho em ạ. Đẹp này. Mã 45 cái quần của nó cũng đẹp luôn các chị nhá. Mà có 89.000 một bộ thôi. Ok chị Hồng Nguyễn ạ, đấy chị phải cho số điện thoại chứ bây giờ chị không cho số điện thoại nhà em cho đơn hàng chị kiểu gì đó. Cứ comment mã nhưng mà chẳng thấy có số điện thoại ở đâu cả. Nhà em không có số điện thoại, nhà em bắn đại bác để đến nơi các chị nhá. Mã 45 cho em ạ. Đây này, mã này là mã 45 nha các chị nhá. 45 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mã này không còn nhiều đâu các chị. Mã này cực kỳ đẹp luôn đấy. Đấy, 45 mà kèm theo số điện thoại, nhà em không có đổi hàng trên livestream nha các chị nhá. Chốt mã nào thì vui lòng là để nguyên mã đấy cho em nhá. Xỉ 75 chị Sương Thu nhá. Xỉ cọc hoặc chuyển khoản thì mới cho đi hàng, không cọc không chuyển khoản không cho đi hàng nhá. Mã 45 ạ. Mã 88 cho em này. 88 kẻ sọc. Mã 88 kẻ sọc, ai nhanh tay thì còn mã 88 này. 88 kẻ sọc cho em ạ. Chị nào lấy mã 88 comment lại cho em là mã 88 mà kèm theo số điện thoại nhé các chị nhá. Mã 88 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. 89.000 bộ cho em nhá. Em gửi rồi chị Duyên ơi, em gửi với chị rồi ạ. Mã này mã 88. Ủi 83 cho bạn xem rồi đây. Khổ. Lần này lần thứ 3 nhá cậu nhá. Cậu ơi, cậu Hồng Hạnh ơi, cậu xem kỹ cho tớ nhá. Lần này lần thứ 3 tớ cơ lại mã rồi đấy nhá cậu nhá. Đây mã 83 của cậu đây này. Mã này là mã 88 ạ. 88 mà kèm theo số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Ngọc Anh một bộ mã 88 này, 88 nghe sạc kẻ sọc này đẹp này. Đấy, mã 88 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. 89.000 một bộ nhá. Ok chị Đào Võ ạ, chị Đào Võ lấy thêm một bộ mã 88 mà mặc này, mã 88 này đẹp lắm. Nhìn này thôi nhưng mà nó cực kỳ đẹp luôn cho các chị đây. Ok Ngọc Anh này.
Nhà Bè ở đâu chị ơi? Thị trấn Nhà Bè ở tỉnh nào chị? Đọc có Nhà Bè, em có biết Nhà Bè ở tỉnh nào đâu. Ok, chị Ngọc Anh một bộ mã 88 này. 88 mà kèm theo số điện thoại cho em nhé các chị nhá. 88 mà kèm theo số điện thoại cho em, 89.000 một bộ, các chị nghe rõ cho em nhá. Cứ một bộ là 89.000 luôn cho em ạ. Đấy, ai đặt mã để comment lại mã kèm số điện thoại cho em, không có mã không có số điện thoại bên nhà em không bán hàng luôn các chị nhá. Đẹp này, mã này cực kỳ đẹp. Chị nào đặt mã 88 comment lại 88 cho em nhá, kẻ sọc mã 88 ạ. Thì em sẽ lên theo mã nên là vui lòng các chị đặt hàng comment lại mã cho em nhá. Thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh, tại vì em ở Bắc Linh mà nên em không biết được rằng là cái Nhà Bè nó ở đâu ấy chị ạ. 89.000 một bộ chứ chị nhá. Đây mã 88 này. Chị nào lấy mã 88 comment lại 88 cho em nhá. 89.000 một bộ cho em. Ô, mã 88 này đẹp cực kỳ đẹp luôn đấy. Mã này các chị không lấy là các chị ơi bị tiếc nhá. Đấy, em nói thật các chị, cái mã này các chị không lấy các chị tiếc cực. Mã 88 ạ. Chị nào thích cái mã canh thì comment lại là mã canh cho em nhé. Ní với cho chị mượn cái bút ra đây. Mã 88 ve sạc kẻ sọc nữa các chị ơi. Bút đấy, bút dầu. Tôm. Đây ạ, mã 88 em đang mặc nha các chị nhá. Mã của em đang mặc là mã 88 ạ. Chị nào lấy mã này phải comment lại cho em là mã 88 nha các chị nhá. Em đã nói rồi, mã 88 này cực kỳ đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn các chị luôn đấy. Đấy. Chị nào mà cảm thấy rằng là mình không thích chim chóc thì chuyển sang cái mã này mà mặc. Đẹp như này. Mã này nói chung là nhà em bán cực kỳ đắt hàng trước giờ luôn đấy. Đấy, ai lấy mã 88 comment lại 88 cho em nhá. Em đang mặc là mã 88 đấy ạ. 40 cân đến 60 cân các chị bao vừa cho các chị luôn. Đấy chị nhá. Đấy, co giãn 4 triệu luôn, bầu bí bon chen thoải mái. Đấy, riêng bầu bí thì các chị không phải lo vấn đề là vấn đề gì nhá, bon chen thoải mái luôn cho em mấy giờ rồi. Ok, xưởng thu này thêm một bộ mã 88 này, 88 này đẹp, đừng nên bỏ qua, em nói thật đấy. Cùng một cái công ship của các chị ship đã đồng giá 30.000 rồi, mua 4-5 bộ cũng ship 30.000 rồi. Nó là quá rẻ luôn nhá. Đấy, chị nào lấy bộ em đang mặc comment này mã 88 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. 88 nhé chị nhé, để em đổi mẫu ạ. Dạo này nó ra không nhỉ, toàn người ngồi xem ấy nhỉ. Hôm nọ 10 người vẫn còn có bao nhiêu người chốt ra. Sợ toàn thì ngồi xem thì nhiều. Anh mang nốt mấy cái kia đây cho em. Ngồi ra bên này lấy này. Mã nào mang nốt. Không phải lên mã không? Chim đen còn nhé chị nhá. Kiểu gì ấy nhỉ? Ô, các chị có đang xem live stream đấy ạ? Ok, chị Nga Nguyễn này. Đẹp này, mã này quá đẹp. Nga Nguyễn này. Mã 88 là ve sạc kẻ sọc nữa chị nhá. Ve sạc này cực kỳ đẹp luôn các chị đấy. Mọi người có đang nhìn xem live stream không? Mà sao tại sao cứ thấy ngồi im đấy nhỉ? 88 là ve sạc kẻ sọc, mà bây giờ em sẽ đến cái mẫu mới nhá. Mã 80 ạ. Mã 80 hình khối màu trắng nhá, cực kỳ là đẹp luôn các chị nhá. 80 này. Mã 80 đấy các chị nhá. Đây, mã 80 cho em ạ. 80 nhá, chị nào lấy mã này comment này 80 và kèm theo số điện thoại nhá các chị nhá. 80 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đấy. 89.000 một bộ nhá, mã 80 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Các chị đặt hàng phải có mã, không có mã thì em không chốt đơn hàng luôn ạ. Con mèo này, con mèo đẹp này. Mã 8 ạ. Long Tuyết, một mã 80. Bộ nào cũng 89.000 ạ. Chị Long Tuyết một bộ mã 80. Ok chị Long Tuyết ạ. Có màu đỏ không? Màu đỏ không em đang sợ có cả màu đỏ. Không, không có màu chị đỏ ơi. Đâu chị ơi. Không, mà nhà em hết rồi. 80 là đẹp này. Mã 8 nữa chị nhá. Mã 8 là hình con mèo ạ. Mã số 8 là hình con mèo đấy các chị ơi. Được rồi, bây giờ em sẽ gọi là riêng con mèo này em sẽ bán đại hạ giá cho các chị luôn. Được chưa, chỉ ship từ 2 bộ trở lên cho em. Bán đại hạ giá cho các chị luôn nhá. Chỉ bán mã con mèo đấy thôi các chị nhá. Chỉ bán độc mã con mèo luôn cho em các chị nhá.
10 bộ là 750.000 nha chị nhá. Đúng rồi đấy. Nhưng mà riêng con mèo này em sẽ bán lại giá cho chị luôn. Đây có cả mèo đỏ này. Con mèo đỏ còn ít quá. Đây, riêng mấy cái mã này em bán này là giá bán nốt lên cho các chị. Bán gọi là bán nốt thôi nha các chị nhá. Đừng có ai gọi là bán nốt đấy nhá. Em nói là bán nốt đấy, em bán nốt đấy. Không phải đến lúc là cứ sằng sặc lên cho em. Bán bằng giá sỉ của bên nhà em. Xưởng thu thêm một bộ mã 80. Bán bằng giá sỉ của bên nhà em cho các chị luôn. Riêng lẻ sỉ hôm nay xưởng thu này. Có nghĩa là chỉ có những cái bộ này em bán cho các chị thôi nhá. Đừng có chỉ có những con mèo mèo mủng này em bán cho các chị thôi. Xưởng thu mã 80 này. 75.000 bằng giá sỉ. Comment lại nghe cho em mèo đen. Mèo đen đi. Comment lại là mèo đen cho em. Bằng giá sỉ của bên nhà em nhá. 75k mèo đen các chị nhá. 75k mèo đen cho em ạ. Các chị comment lại nghe cho em mèo đen và kèm theo số điện thoại. Đây là em bán nốt nhá, còn vài bộ mèo này em bán nốt cho các chị luôn. Đấy, mèo mủng cho các chị luôn, coi như là tri ân đến cho các chị. 75.000 luôn, coi như là tri ân nha các chị nhá. Coi như là tri ân cho các chị luôn. 88 và 80. 88. Ok Bích Đặng này. Ok Bích Đặng đây, nhanh lên cho em đại hạ giá này, có 75.000 một bộ này nhá. Đại hạ giá cho các chị luôn. Nhưng mà chỉ có với con mèo này thôi. Còn không các mẫu khác thì không bao giờ có đâu nhá. Chỉ bán từ 2 bộ trở lên, không bán 1 bộ. Kim Trần 88 và tháp bướm. Ok chị Kim Trần 88 và tháp bướm cho em. Đây 80 em vừa rơi lên rồi chị ơi. Đây con mèo này nhá, chỉ bán mỗi con mèo này. Comment mèo đen cho em. Con mèo này không cần phải lên mã. Mèo đen nhá các chị nhá. Mèo đen cho em, anh có biết không phải chụp. Mèo đen. Anh có chụp đi cho nó ấy. Mai làm đi cho nó dễ. Mèo đen cho em ạ. Mèo đỏ còn mèo đỏ còn 2 con nhá. À, 3 con mèo đỏ ạ. Mèo đen hoa triệu, một mèo đen. Ai nhanh tay thì người đấy còn hàng. Mèo đen hoa triệu, ai nhanh tay thì còn. Mà không nhanh tay thì em thề với các chị luôn, không bao giờ có cái giá này trên thị trường. 0168 này, 610 này, 2470 này. Mèo đen cho em 75.000 nhá. Mèo đen ok chưa. Đây em vứt riêng ra cho các chị luôn. Mèo đen và kèm theo số điện thoại cho em. Mèo đen nhá. Mèo đỏ này còn 2 bộ 3 bộ thôi các chị nhá. Ai lấy mèo đỏ comment này, mèo đỏ đây bán nốt cho các chị. Mèo đen với mèo đỏ, đọc con mèo này thôi. Nói thật với các chị, đọc con mèo này bán với giá này thôi. Mèo đen với mèo đỏ nha các chị nhá. Đấy. Chị nào 75.000 một con mèo. Mèo đỏ này, thanh béo này, một con mèo đỏ này. Riêng cái bộ mèo này em sẽ bán 75.000 một bộ nha các chị nhá. Riêng con mèo thôi nhá. Thanh béo này, 168 này, 891 này, 5054 này. Thảo Trinh này. Ok này, Thảo Trinh này, mèo đỏ này. 2 và mã mèo đỏ này. Thảo Trinh mèo đỏ này. Thảo Trinh mèo đỏ. Ok chị Đào Vũ, là chị nào mà mai không nghe điện được thì cho em xin địa chỉ luôn nhá. Mèo đỏ còn một bộ nữa nhá các chị nhá. Mèo đỏ này chỉ còn một bộ luôn cho em ạ. Mèo xanh ạ. Mèo đỏ dồn hết mèo đỏ ạ. Mang nốt bóc mèo đỏ đi. Hết mèo đỏ nhá. Xin thông báo Xương Quách, bổ sung số điện thoại lên Xương Quách ơi. À bổ sung địa chỉ lên Xương Quách nhá. Bây giờ chỉ còn mèo đen thôi ạ. Mèo đen cho em. Ô mèo đen này đẹp các chị. Đấy, đây mèo đen này. Bao nhanh tay thì còn hàng được, bộ mèo này đang sale giá cho các chị luôn đấy. Chỉ bán từ 2 bộ trở lên, không bán 1 bộ đâu. Riêng con mèo này không có bán 1 bộ đâu các chị nhá, chỉ bán từ 2 bộ thôi. Mèo đen và kèm theo số điện thoại cho em. Nói chung là hứng lên thì bán các chị thôi, chứ còn thật sự ra bán 75.000 này bằng đúng mãi các chị không đổ được 2-3.000 luôn. Quá cái tình trạng các chị bom hàng về quá tội luôn đúng không? Đấy, nói thật là quá cái tình trạng các chị bom hàng về. Quá tội luôn cho em. Mèo đen nhá, ai đến mèo đen comment lại mèo đen. Hoàn Vũ một bộ mèo đen 75.000 một bộ. Hoàn Vũ. Rẻ không? Con mèo này bán các chị 75.000 quá rẻ các chị rồi. 64 này, 360 này, 1088 này. Đấy. Ok Hoàn Vũ 75k mèo cho em. Chỉ đọc con mèo này bán giá này thôi nhá. Đấy. Nào, bạn nào lấy mèo đen comment lại mèo cho em này. Mèo đen chó xanh với chó tím. Anh như chó xanh với chó tím. Chỉ đọc mèo này bán giá này thôi nhá. Thôi đừng có ai gọi là lên án em nhá. Có mã 32 chưa? Có rồi. Ok Xương Quách này. Quần đùi chị ơi. Quần đùi, khiếp lấy đâu quần lửng bán được cái giá này. Có mà để bán nhà đi chị ạ. Mèo xanh này có chưa? À chó xanh và chó tím cho em. Mèo với chó này bán hết cho các chị luôn. Bằng cái giá sỉ. Em bảo rồi bán bằng giá sỉ rồi chị nhá. Chị Sương Thu nhá, nhanh tay lên thì còn hàng. Bộ này em xả bằng giá sỉ đấy. Sỉ 75 cho em hôm nay. Lẻ cũng bảo đây. Đây còn hai mấy bộ đây. Bộ xanh. Chó xanh cho em nhá. Mèo đen này hôm nay sẽ xem những cái mã này cho các chị này. Sỉ lẻ bằng nhau này các chị nhá. Chó xanh 75.
75m. Các chị nhỏ. Đây chị chó xanh mèo. Và chó tím nữa chị nhá. Chó tím chỉ còn một con thôi. Mèo đen, chó xanh, chó tím mỗi mỗi chỉ còn một hai con bán nốt, gọi là bán dọn nốt đi cho các chị nhá. 75.000. 80 đây chị ơi, cho chị xem mã 80 đây. 80 đẹp như này. 89.000 đấy nhá. 80 đi chị nhá. Mã 80 là 89.000 ạ. Mã 80 là 89.000 nhá. Chứ không phải rằng là 75 đâu, mai gọi điện cứ đòi 75.000 là em chết dở em đấy. Đấy, mèo a à, con chó này đẹp này. 80 đây ạ. Chó xanh nhá, có chó xanh này. Đấy, chó xanh, chó tím. Đấy, chó xanh, mèo, chó tím và mèo đen. Mèo đen ạ. Chó xanh, chó tím và mèo đen cho em nhá. Đây ạ. Chó tím đây ạ. Trời ơi, em đâu của em không phải rằng là mới đặt 89k mà bây giờ là cái bộ này em xả chỉ có hai cái mã này thôi, chị hiểu chưa? Chứ không phải rằng là mã nào thì em cũng xả với cái giá này, chị hiểu không? Chỉ có hai cái bộ này thôi, hai cái mã này thôi và ba cái mã này thôi thì em mới xả với cái giá này thôi. Chứ còn chim trắng chim đen em có bán nhà đi em không xả được cái giá là 75.000 đi. Đây là chỉ có ba cái bộ này em mới xả cho các chị với giá này thôi, các chị hiểu không? Ba cái mẫu này coi như là em bán nốt cho các chị đi thôi nhá. Đấy, chứ không phải rằng là nhà em bán với cái giá này. Bộ em đang mặc là 89.000 nhá. Ngọc Anh thêm một con chó xanh này. Em đã nói rồi, em đã bảo các chị là em xả lốt cho các chị chó mèo đi luôn này gọi. Bộ đang mặc là mã là 88 nhá chị nhá. Ngọc Anh này 0909 này, 409 này, 497 này. Chị Thắm Nguyễn lấy mã 80 thì comment lại cho em là 80 cộng số điện thoại nhá. Đấy, quá đang rẻ luôn. 88 ạ. Chó xanh xương quách, một bộ chó xanh cơ này. Em bảo chỉ mỗi chó mèo này em xả với cái giá này rồi đấy còn. Quá rẻ luôn rồi. Gửi rồi chị ơi, đơn hàng đi hết rồi nha chị nhá. Đây ạ, à, chó xanh cho em. Em chỉ bán chó mèo này với cái giá này thôi. Chứ còn các cái hình kia nhà em bán nhà đi, em chẳng bán được cho các chị với cái giá này luôn đi. Giá này em chịu lỗ, em chịu lỗ cho các chị luôn rồi đấy. Thật sự các chị nếu mà bán lẻ là chịu lỗi cho các chị luôn rồi. Không còn địa chỉ đâu chị ơi, nhà em không lưu địa chỉ của khách hàng đâu. Hoàng Hoa Thắng Nguyễn à, em ơi cho chị số điện thoại và địa chỉ đi em nhá. Đấy đây này, chó xanh này. Chỉ bán chó với mèo nhá. Nói trước với các chị chỉ chó với mèo thôi ạ. Bán bằng với giá sỉ, chỉ có chó mèo bán với giá này thôi. Còn lại là không có, không bán giá khác nhá. Đây chó tím này, mèo đen này. Đấy. Ok Hoàng Hoa Thắng này. Ok chị Sương Thu ạ, 89.000 đấy nhá. Đừng có bà, các bà nào đừng có mà nhầm cho em. Đấy, chó xanh cho em, được chưa? Chó xanh này, mèo này. Chó xanh, mèo đen. Với lại chó tím, các chị nhá. Chó tím này. Sạch đi. Để mất pin. Nhục, toàn máy hết pin. Đây đây, bà nào lấy thì comment lại nhanh lên. Bán bằng giá sỉ đấy, sỉ lẻ bằng nhau cái mẫu này đấy nhá. Đấy, bằng nhau cái mẫu này rồi lấy thì nhanh lên cho em để em qua mẫu về giá 89.000 đây không? Các chị lại chửi chết em. Các chị lại bảo là vừa tối nay vừa mới trưa nay mua 89.000. Tối nay đã thành còn 75.000 rồi đấy, có phải khổ em không? Không là các bà lại cứ gọi là mắng em cứ sơi lên. Gọi là bán nốt, đã gọi là bán nốt đi rồi. Còn bà nào nữa không hay là để em đổi mẫu nào? Không em nghỉ like đi nhá. Nhưng mà đi rồi, rồi chị mua thêm hai bộ đi. Đỡ tiền ship. À có ai gọi điện cho chị chưa? Có ai gọi điện cho chị chưa? Nếu mà có người gọi điện anh xem của Hiền Mon còn đi chưa nào. Nếu mà chưa đi thì gộp cho chị đấy vào. Rẻ quá rẻ nhỉ. Cái bộ gọi là bộ chó này em gọi là bán nốt cho các chị mình cái giá này thôi. Không bán nó chẳng bao giờ em bán được cái giá này cả. Em nhập về nó thật các chị bán sỉ các chị có lãi được 2.000-3.000 thôi. Bán sỉ các chị làm sao mà lãi được nhiều. Các chị cứ tưởng như là bên nhà em bán lãi các chị nhiều lắm ý. Chẳng bao giờ lãi được nhiều. Không có quần dài đâu, không bán quần dài đâu chị ơi. Hôm nay không bán quần dài đâu chị ơi. Đấy. Chị ơi, chị vào trang Facebook của em, chị chọn đi. Bây giờ em chán không muốn nai, ngồi cứ nhìn em nai này, em chẳng muốn nai nữa, chị đặt hàng đi ạ. Thôi, có mà em bán nhà đi, chị Hiền Mon ạ. Thôi, chị phải để cho em sống một tí chứ.
bộ em á, có đến chắc em không bao giờ em bán với giá này luôn. Chỉ có chó mèo, em thật với các chị là em bán chó mèo này, em nói thật với các chị bán giá 75.000 này sót lửa đời người luôn rồi, sót quá sót luôn rồi. Bộ em đang mặc mà tại 75.000 có mà bây giờ mà còn hàng ấy, có mà em bán 75.000 có mà bay 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 đến mấy nghìn bộ rồi nhưng mà em không bán được giá đấy, em không thể nào bán được giá đấy luôn ý. Nãy có 2-3 nghìn bán làm cái gì ạ? Xỉ thì người ta còn nãy một chút lên tầm độ 40-50 nghìn, 60 nghìn còn nãy một chút còn đỡ này. Xỉ người ta lấy 10 bộ bán còn đỡ. Lấy một bộ làm sao mà bán được cái giá này, cái cắm có nghìn bộ em chả có thể bán được cái giá này. Quá cái tiền công các chị bom hàng về, còn nhiều bà còn đặt hàng còn sang mồm nó bom hàng về, quá khổ luôn nha em. Đi rồi. Ở đây còn một con mèo to này nữa này. Ở đây còn một con này nữa này. Đây đây đây. Còn một con này nữa này. Còn một con mèo mèo đỏ nhá. Đây, còn một con mèo đen này. Ai lấy mèo đen comment này, mèo đen nhá, còn một bộ nhá. Chào gái, em chào chị. Đây, mã này cho em là con mèo đen còn một bộ này. Ai nhanh tay người đấy còn hàng, chậm tay hết nhá. Mèo đen cho em ạ. Mèo đen. Xóa mẹ đi. Đấy, không là các bà vào đấy. Không không bán đâu chị Yên Mon ơi, không bán được đâu nhá chị nhá. Đừng mặc cả luôn cho em, chị ơi đừng mặc cả, thương em cái em nói trên live stream khẳng cổ rồi, có 9.000 chị cũng mặc cả đấy. À, em còn mẫu là đẹp cho chị xem, chị vào trang Facebook của em đi, còn nhiều mẫu lắm. Mèo đen ạ. Nhà em hàng phát là đi luôn chứ không có để ở nhà làm gì cả, tại vì hiểu tâm lý của các chị là các chị mua hàng bao giờ cũng muốn được hàng đến nhanh đúng không. Đấy đây ạ, Gold đô thị. Ô cái chị này như đặt hàng rồi đúng không? Chị tối nay đặt hàng hay là hôm nay đặt hàng đấy? Chị nào có mã, chị nào phải có số điện thoại mới gửi, không có số điện thoại không gửi nào. Chị ghi ô đô thị ơi, chị có đơn hàng của nhà em chưa? Trưa nay là hàng đi hết rồi nhá. Nói trước với các chị là trưa nay là hàng đi hết rồi đấy ạ. Chị mua đi, lâu lắm chị chẳng mua của em gì, chị chẳng ủng hộ cho con em gì, chị cứ toàn đi đâu ấy. Chị toàn những ủng hộ đâu đâu ấy. Em ơi chị đây ở đâu em? Chị đây ở đâu? Hôm nay thứ mấy? Thứ hai mai này, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, 4 ngày à? Phải đến thứ bảy mới nhận được. Ê, ship nhanh. Bảo chị để ship nhanh đi. À, 50.000. Ship nhanh tầm 40.000 đấy. Chị ơi, ship nhanh. Chị ghi ô đô thị ơi, hàng chị đi rồi chị ạ. Hàng chị đi rồi, bây giờ chị có mua thêm thì chị tiền phí ship thêm nhá. Không ném tốt cho chị Nguyễn Huệ ở đây. Để em ghi là ship nhanh to to ở góc nhé mày nhé. Bộ em mặc là 89.000 ạ, còn em ăn xả là 75.000 ạ. Mẫu nào gọi là còn một bộ xả lốt đi, mẫu nào còn nhiều còn lâu mới xả. Ghi ô đô thị ơi, chị ơi, chị ơi cho em. Không, bây giờ chị là phải chịu thêm tiền phí ship nhá. Ship từ hai bộ trở lên, không ship một bộ đâu. Xưa quách đơn đi rồi nhá. Đơn đi rồi, 01-0125 này, 679 này, 0639 này. Sư quách đơn của chị đi rồi đấy. Hết mèo đen rồi. Chị lấy nữa là không, bộ em đang mặc là 89.000 đấy nha chị nhá. Bộ em đang mặc là 89.000 đấy, chứ không có cái giá là 75.000 đâu. Bộ em đang mặc là 89.000, các chị nghe rõ không em nhá. Hết mèo đen rồi, làm gì còn mèo đen nữa mà bán của chị hết rồi. Rồi chốt nốt cho chị nhá. Nào. Mèo đen. Mèo đen chốt rồi đây, chị im. Con kia mèo đen kia mà, chị lấy mèo đen to rồi mà. Ừ, các bà đấy, các mẹ là mèo đen nhưng mà bà đấy lấy mèo đen to. Mèo đen to mà đầu một con thì bán thì giá đấy chứ. Bán tốt chứ còn. Mới móc cái gì ra cái gì? Cô gái này bán nốt cho các chị, còn 3 bộ bán nốt đi. Mất công. 75 hay là bao nhiêu? Ừ, mất công các chị ra xem live stream có bán đi không khổ. 1-2 bộ thanh lý cho nó lốt đi cho nó xong. Để làm gì? Các bà ấy đang xem livestream. Khổ thân đấy, em tính em một cái đồng bóng cứ nổi lên như thế, chồng em mắng em đây này. Chồng em để đấy làm sao mà phải bán đây này. Đấy các chị thấy không? Em thấy các chị xem livestream của em nên là thôi em cứ bán đi cho các chị. Bộ này còn không? À bộ này còn hai bộ này, nên mạo em rồi.
75.000 nha, bán nốt cho các chị đây. Em bán nhiều từ 75 đến mai đéo nhớ rồi. Em ghi ra đây rồi đấy. Nhớ thì nhớ ai mà soạn ở đấy không mà. Soạn rồi chứ. Các chị đấy khắc tự bảo gơm. Các chị chẳng quên đi. Sao còn bảo lại gọi điện chiếu lại gơm. Mã 58 ạ. À. Thì bà bảo nó báo giá đi. Báo mã 58. Thế mà anh cứ phải còn nhỏ đi nhỉ. Thôi đi vào trong nhà đi. Lúc thì ra này, lúc ra. Các em hướng lên thì bán thôi. Mày ghi cho chị mèo đen, mèo đỏ ạ. Mày ghi chó mèo đi. Không phải, không phải con chó một mã 100 đâu. Cứ cãi nhau loạn lên đây. Gì? Kéo gì đứng lại, kéo lại, tung nhau ra đi. Nhìn người ta dối chứ. Có độc mấy bộ đây, số điện thoại ra rồi đây còn gì, làm sao mà dối. Ừ, thế đi em đi ra. Có cái gì mà dối. Mai là nó soạn, nó soạn, không có soạn là cái đơn em vứt ra đâu mà. Báo giá các chị đấy tự nhớ. Bà nào được chốt hàng giá 75 là các bà tự nhớ cho em nhá. Bà nhớ đến lúc gọi điện chốt đơn là đọc đi xong địa chỉ là chưa, bạn đọc xong nó hội tắt mẹ rồi. Còn bà mẹ thế nhỉ, đeo ban nữa. Thôi nghỉ like đi. Dạ nghỉ like thì cho nghe thì đỡ mệt. Thôi chốt đơn là chị Sương Thu một bộ mã 58 đi. Các bà ơi, mai nhân viên nhà em nó gọi điện nhá. Các bà phải bảo cho em đấy, không mà đến lúc là chết em đấy nhá. Chắc chắn là bảo rồi, nhưng mà đến lúc hàng đến nơi nhận xong thì bảo. Thì tính tiền thì đúng rồi, gì làm sao mà phải thế. Tính tiền sao đúng rồi. Hết mã 58 rồi ạ. Ai mà nhớ được nhiều như thế. Chúng mày những mai những cái đơn mã xả này để tao chốt đơn, chúng mày không phải chốt. Ai biết đơn nào mã xả. Từ là sao cứ mã này. Ờ. Mèo đen, mèo đỏ, chó xanh. Có những bà, những cái bà đặt bà nhớ nhưng mà chả bao giờ các bà nói đâu. Các bà đọc xong địa chỉ là các bà mất hút. Bà tắt. Nào mà mai mà không đọc tiền lên cho em không bán luôn. Hoặc là người ta tắt. Ba đến lấy hàng là kiểu gì gọi lại, kêu lại, đòi. Khổ thân em muốn kiểu bán thế, khổ thân em muốn ngồi đây bán giá lốt cho các chị mấy bộ mà khiếp nào hết. Nhân viên nói nào hết, đến chồng nói nào khiếp. Khổ thân em. Các chị thấy em có khổ không? À, các chị thấy em có khổ không? Đấy, muốn bán các chị vài bộ luôn. Nào, chồng nói nào, nhân viên nói nào, cứ xả lên từ lễ đến giờ. Tốt nhất là mình like. Nói kiểu này còn mệt mấy lần. Nói nhiều, đau lòng. Xả nó ra, xả nó ra. Cứ nghỉ đi. Mệt, bán được một cái bộ mà đau đầu. Người ta có thể nhớ được, có chó người ta không nhớ được. Sao lại ve sạc rồi lại cô gái gì nhỉ? Đấy thôi em nghỉ like đi các chị ạ. Nó em đau đầu quá, thôi em không bán. Mai nó đến đi mà bảo nó. Thôi em nghỉ like đi, đang định bỏ qua 3-4 bộ để bán nốt. Nhưng mà thôi nói đau đầu quá, thôi nghỉ like đi. Thôi không bán nữa, mai bán tiếp. Hôm nào xả cho một buổi hôm xả cho các chị. Bà nào nhanh tay thì mua được hàng, bà nào chậm tay thì không mua được hàng cho em. Thế thôi. Đấy. Đấy, em muốn bán nhưng mà cứ nói em thôi, em không bán, không đau đầu lắm. Đấy. Khổ muốn bán hàng, các chị mà cứ hết chồng nói, đến nhân viên nói, thôi nghỉ like đi. Thôi đi ngủ cho nó khỏe đi. Chả có gì mà làm nhầm. Mai các chị đây tự bảo. Đấy, bye bye mọi người nha. Goodbye. Bye bye. Chào chị La Lê Thị Tuyết Loan. À, bán cho chị áo đen. À, áo đang treo cái áo đỏ. À cái áo này á. Chị bán đấy không? 75.000. Thôi em không lại đâu chị ơi. Này thiết nói em không lại đâu. Thôi chị ơi, chị vào trang Facebook của em mà chị chọn đi, nhà em đủ hình cho các chị lựa chọn đấy. Trang Facebook của em ấy, chị chọn cái mẫu nào chị vào trong đấy mà chọn đăng ảnh hết lên cho chị rồi đấy. Đây. Đây. Hello xả áo lẻ các chị nhá. Các chị có muốn mua áo không? 75.000. Có ai muốn mua áo không? Thôi mai bây giờ chị vào trang tin nhắn của em đi. Vào tin nhắn của em đi. Anh dạy lấy áo giấy cho họ à? Chị đang hỏi áo giấy này. Đấy, cho tôi nghỉ lại đi. Bây giờ người ta muốn mua thì mình sồn nên nghỉ lại thế nào nhỉ? Muốn mua không ạ? Thế đi vào trong nhà đi. Mệt người. Sồn lên. Người ta muốn bán. Người ta muốn mua thì mình cứ nhắn như là nhắn như là nhắn ít.
đấy các chị thấy không, em khổ không? Các chị thấy em có khổ không? Muốn bán hàng các chị mà nói em chẳng ra gì đấy. Cứ từ nãy giờ nói cái xả lên mệt người. Chồng với con đúng là cái lợ cái lần. Biết thế ngày xưa không lấy chồng. Em biết thế này ngày xưa em không lấy chồng luôn. Ở vậy nuôi thân cho nó sướng luôn. Đầy tiền đấy. Bây giờ lấy chồng vào mệt cả người. Thôi đây nhá, bán nó cho chị đấy nhá. Không mà ông ấy lại rồn rồn lên với em. Đẹp. Giấy nhá chị nhá, chất giấy nhá, sơ mi giấy cho em ạ. 60 cân các chị mặc thoải mái lên luôn nhá. Đấy. Like đi chị. Đây ạ, các chị nhá, có hai màu ạ. Màu vàng này và màu hồng nhá. Ai lấy màu nào comment màu đấy nhá, 75.000 nhá. Vàng và hồng, ai lấy màu nào comment màu đấy, áo giấy nhá. Áo đẹp lắm. Áo này gọi là phê pha luôn, áo hở vai. Chung mà chất đẹp. Đảm bảo mọi người luôn nhá. Đấy. Em còn nhiều áo lẻ lắm thì bán cho các chị nhưng mà thôi vậy. 75.000 một áo nhá chị nhá. Chị nào lấy màu nào comment lại màu đấy cho em nào. Mượn ra đi. Mượn tủ bóng ra đây, bán luôn mấy áo này cho các chị đây cái này. Làm sao mà khó khăn thế nhỉ? Lấy cho chị hai áo vàng hồng. Ok chị Tuyết Lan cho em xin số điện thoại địa chỉ đi nào. Đã mất công bán rồi thì bán luôn đi. Tuyết Lan ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá chị nhá. Hồng lên một cái màu vàng kìa. Anh ơi. Đấy chị Hồng lên một cái màu vàng. Cái này là màu vàng đấy. Trên kia trên đây này, gỡ mắt xuống. Chị Lê Thị Tuyết Lan cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn đi chị ơi, lổ luôn cho em nhanh đi. Bạn này à? Bạn này này. Lổ luôn cho con em đi nào. Lê Thị Tuyết Lan đâu nhỉ? Bổ sung số điện thoại không, bổ sung số điện thoại nó không mãn đâu. Lê Thị Tuyết Lan. Ok chị này à, chị Hồng Lê dồn đơn. Chị Hồng Lê dồn đơn phải không? 75.000 này. Một cái màu vàng này. Ship đồng giá là 30.000. Cứ mua đến 3-4 cái áo mặc đi. Cho đỡ tiền ship nhá. Hồng Lê này 0901 này, 742 này, 773 này. 0901 742 773 này. Ôi chị anh em cứ ra đây cho em nghe giúp bá đà đi. 0165 này, 878 này, 6046 này. Ok chị này. 59.000 này. Comment này là hồng cho em nhá. Hồng 59k. Hồng 59k. Ok chị Tuyết Lan rồi, chị Tuyết Lan ơi. Hồng 59k cho em ạ. Ai lấy hồng comment này hồng cho em. Canh mặc là 89.000 nhá chị nhá. Hồng. Bà nào lấy hồng 59.000 comment lại nghe cho em là hồng nhá. Sơ mi hồng 59.000 luôn cho em. Bà nào lấy hồng comment này là hồng cho em này. Ok chị Hồng Lê. Ui siêu phẩm này. 80k này. LV nào chị? Váy nhá, 80 này chị nhá. Váy 80 này, ai lấy cái này comment này 80 cho em. Váy sơ mi váy 80 mặc với quần legging cực kỳ đẹp luôn nhá. Quần legging hoặc là mặc bên trong một cái quần dấu quần. Đấy. 80 cho em, ai lấy váy sơ mi này comment này nghe cho em. Váy 80k các chị nhá. Váy sơ mi 80k này. Ui các chị yên tâm đi, 60 cân các chị mặc được nhá, thoải mái luôn cho em. Váy 60, ai lấy váy này comment lại cho em là a 80 nhầm. Váy 80 chị Yến Bùi này. Ok chị Yến Bùi này, chị Yến Bùi có số điện thoại chưa, cho số điện thoại nào, có đồng một con thôi. Yến Bùi đâu nhỉ? Yến Bùi này, cho số điện thoại địa chỉ luôn đi, các chị lổ địa chỉ luôn cho em đi.
Yến Bùi này, ok chị Yến Bùi này. Đây xả lốt bọn lẻ lẻ này cho các chị. Hàng này ngày trước toàn bán 190 0898 này, 0898 này, 286 này, 154 này, 80k này. Bảy mươi năm nghìn này, áo buộc nhá, 75.000 này, có màu gì nhỉ, màu gì nhỉ, có màu tím này, áo buộc nhá các chị nhá, tím này, có đầm, cái gì cũng có nhưng mà không muốn lên thôi, chưa muốn bán, đây ạ, màu tím này, tím mà đỏ nhá, tím đỏ cho em này, ai lấy màu nào comment lại màu đấy này, áo giấy cũng đẹp lắm, đấy, đây, nổ luôn địa chỉ luôn cho em đi. Mã này, này đây đỏ này, áo giấy nhá các chị nhá. Ui dồi ôi, hàng này hàng buộc đẹp cực luôn. Áo giấy đỏ cho em nhá các chị nhá. Áo giấy đỏ này 89k này. À quên, 75.000 nhầm lại 89.000, 75.000 xả lốt cho các chị đấy. Đêm hôm xả lốt đấy. Đấy, đây ạ. Đấy, đây nhá các chị nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ, ai lấy tím comment này tím cho em nhá, 75.000 nhá. Toàn bộ đều là hàng áo giấy của bên nhà em đấy. Em mấy cái quán đây này. Sáu à, chị Thanh lên đấy đi, chị Thanh lên rồi, nhanh lên. Không hết hàng. Thôi không mặc được đâu. Đã gọi là bán xả rồi ấy còn mặc nữa ấy. Còn em nghỉ like đi, em không like đâu. Em thật chị các chị chẳng bao giờ em like đến áo nhà bên nhà em đâu. Em thà em để năm sau em bán vẫn được luôn. Nhưng mà các chị ngồi xem like của em rồi nên em vẫn cố tình em bán cho các chị luôn. Đấy, đây này. Đỏ này, chị Thanh lên lấy đỏ đi, không mà hết đấy. Nếu em mặc đỏ với lại xanh, a à, đỏ với tím nào. 775 76 người đấy. Ừ, tải những cái list này. List này toàn quái nào. Hâm mộ mình như sao ấy. Cô em nghỉ like đi, bye bye mọi người. Nghỉ like những các chị nhỏ đang nghỉ ba lên mẫu cho các chị. Không mua mắt đất đâu rồi tao nói. Ừ. Thôi bye bye các chị nghỉ like đây, bye bye mọi người nhá. List này dưới 100 là thôi rồi. Cái nick này kiểu cổ tả gì ấy. 100 người trong 10 số. Ờ. Cái này nó bị tai đau hay sao ấy. Toàn người kiểu như ngồi xem mình. Căn bản là duyên. Em thật với các chị luôn, em không hề mua mắt xem một tẹo nào luôn. Thề với các chị luôn đều như thế luôn. Nhưng mà chả hiểu tại sao luôn ý. Cái nick này toàn người ngồi xem em hay sao ấy. Khổ quá, các chị ơi đừng ngồi xem em làm gì. Các chị mua hàng đi, các chị đừng xem em làm gì. Trời ơi, 20 người người ta còn chốt hàng như điên như đảo. Đây các chị ngồi 70 mấy người, các chị ngồi im vắt ra. Thôi bye bye mọi người, nghỉ lại đi. Thôi, duyên quá nên là bye bye mọi người. Lê Thị Tuyết Mai. À Tuyết Nam, để mà mình ghi lốt cái địa chỉ của bà đấy. Bye bye các chị nhỉ.